Chào mừng quý cô chú chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam, và hôm nay thì Huy cũng sẽ dành vài phút giới thiệu cho anh chị chiếc Innova 2019 màu đồng ánh kim mới về Toyota Tân Cảng các anh chị. Và chiếc xe này thì số tự động, anh chị nào mà mua về mình đi gia đình đó, mình thích số tự động đi thì mình lái chiếc xe này. Về biển số đây anh chị, đấy. Và xe thì mình sẽ đi một vòng ngoại thất, nội thất để mình đánh giá chi tiết về chất lượng của chiếc xe. Như chị thấy ga lăng này, lưới cản này còn rất là đẹp. Rồi đèn còn sáng trưng nữa chị. Và khe hở cho các chi tiết. Đây, như anh chị thấy, vỏ này còn rất là dài nha. Và đây. Anh chị nhìn những cái bề mặt của cái phần cửa về và những cái đường găng. Cái xe này thì Huy có kiểm tra rồi. Khá là ổn về chất lượng. Khe hở cho các chi tiết rồi. Và những chi tiết bằng nhựa các chị. Còn rất là mới. Nó không có bị lão hóa, xe này chủ xe đậu trong bát nhiều. Dán phim và che mưa cũng được chủ xe trang bị rồi các anh chị. Đấy, anh chị thấy ha, sơ bộ như vậy để anh chị nắm. Rồi mình sẽ cho anh chị xem sơ về phần động cơ luôn, về phần nội thất luôn. Đây tắp bi này, cửa trước bên tay. Đó, anh chị thấy không, rất là đẹp luôn. Đây là cái cửa mà hai bị chạy xước nhất. Nhưng mà anh chị thấy ha, xe có khá là ổn, đẹp nha. Rồi, những cái miếng GI được chủ xe trang bị luôn. Ghế được bọc luôn. Đấy. Bản thân của nó là nỉ nha anh chị, bọc da luôn, nó rất là sạch. Và xe này thì trang bị tới 7 túi khí. Đây 2019 này anh chị, 7 túi khí. Rồi anh chị quan sát nha, bằng đạp thắng này, bằng đạp ga. Đấy. Còn rất là đẹp. Đó, mình có thể điều chỉnh được cái độ cao thấp của đèn luôn anh chị nha. Đấy, vị trí để ly nước, ốp gỗ. Đấy. Xe thì có hai dàn lạnh phía trước, thì chúng ta sẽ có 4 cái cửa gió cho dàn lạnh trước nha anh chị. Cho nên là hệ thống điều hòa của Innova làm lạnh nhanh và lạnh cực kỳ sâu luôn. Và đây là cái tấm thảm lót cách nhiệt cho phần táp lô. Còn táp lô thì còn đẹp lắm nha anh chị. Rồi Huy sẽ vào bên trong ha, để cho anh chị xem về cái tiếng nổ của động cơ. Đấy, nổ rất là êm, số tự động anh chị chỉ cần đạp thắng và đề thôi. Đây, mặt đồng hồ táp lô anh chị thấy không, quá đẹp luôn, không có xước xát gì nhiều, rất là đẹp. Đó, vô lăng những cái phím như đàm thoại đánh tay này, điều khiển giọng nói, điều chỉnh âm lượng có hết ở trên cái mẫu xe này rồi. Đầu DVD cũng được trang bị. Dè anh chị. Có camera dè luôn. Ok ha. Rồi, hệ thống điều hòa thì auto tự động các anh chị. Mình có thể điều chỉnh âm lượng ở trên cái vô lăng này. Đấy, tôi đang giảm cái volume lại. Đó. Đây. Đó, cần số này anh chị thấy không? Những cái văng như thế này vẫn còn nguyên ha, nó không bị mòn lặn. Xe này đi được 6/8 các anh chị nha. 6/8 odo chuẩn luôn. Hộp số thì 6 cấp. Với trang bị tính năng tiết kiệm nhiên liệu Eco cũng như là tính năng mà Power. Anh chị muốn chở tải nhiều hoặc là anh chị muốn vượt xe khác thì anh chị kích hoạt chế độ Power lên. Còn cái hình dấu trơn trượt như thế này, tức là cái xe đã được trang bị hệ thống cân bằng điện tử anh chị, hỗ trợ khởi hành nhân dốc này. Đó, những cái tính năng ổn định điện của xe là có hết luôn rồi. Và thêm đó là camera hành trình ghi hình ở phía trước. Còn ở phía trên trần thì chúng ta sẽ có một cái ở vị trí để mình để cái gương. Rồi đây là dãy đèn LED màu xanh dương. Buổi tối nó ánh lên nó đẹp lắm các chị. Nó làm cho không gian bên trong nó rất là dịu. Và anh chị cảm thấy khá là thoải mái. Huy mở capo luôn. Mình đi một vòng, sau đó anh chị sẽ quan sát cái phần khoang động cơ. Đây, phía sau đây rộng rãi lắm các chị. 8 chỗ. Ở phía sau này chúng ta có thể ngồi được 3 người ha. Và đối với phiên bản G số tự động thì chúng ta sẽ được trang bị những cái ốp viền màu đen bóng rất là đẹp. Đấy, anh chị nhìn này, tắp bi cửa sau bên tay anh chị thấy rất là đẹp, nó không có bị xước xát gì cả. Xe này chủ xe đi dưỡng khá là kỹ, lót sàn simly có luôn rồi. Ghế da thì ghế da thì như Huy thấy là chất lượng ở phía sau này còn đẹp lắm, và phía trước cũng vậy. Chủ yếu là về bên Huy là maru vệ sinh lên rồi, rất là sạch luôn. Và với bản G thì chúng ta cũng sẽ có một cái khay có thể chịu được một cái lực là tới 10 kg anh chị ha. Mình có thể để iPad hay là để những cái vật dụng đồ ăn mình đi trên những cái khoảng đường dài rất là thoải mái. Và phía bên cạnh đây là mình có cái bề tựa tay luôn. Và đây là có thể mình để ly nước mình sử dụng. Đó. Hay là để một cái lon bia mát mát mình uống cũng được. Ở phía ngăn phía chỗ này thì chúng ta có thể để một cái chai nước ha, hoặc lon bia cũng được, nó làm mát làm lạnh cho quý anh chị đó. Còn đây. Đây là công tắc điều khiển hệ thống điều hòa cho dàn lạnh phía sau. Đấy, và mỗi cái hàng ghế ở phía sau chúng ta sẽ có hai cửa gió. Đó, cái dãy thứ ba cũng vậy, cũng có hai cái cửa gió như vậy. Và đây có đèn hết là gì nha, đèn chiếu sáng. Và đây dãy đèn LED màu xanh dương này, tôi rất là thích cái dãy đèn này.
Buổi tối anh chị bật lên, nổ máy, nó sáng và nhìn nó lung linh lắm, dịu, dịu mắt. Đấy. Ok, còn vỏ bọng thì còn đẹp lắm. Còn đèn này anh chị thấy không? Sáng trưng luôn. Thế thì Huy quay cho anh chị xem cái mộc, cái chất của cái xe mới vừa về, chưa có làm dọn dẹp gì cả. Đây camera về anh chị. Đó, để anh chị cảm nhận về cái chất lượng của xe. Đó. Rồi sau khi mà xe xong á thì Huy cũng sẽ dành thời gian quay lên cho quý anh chị. Nếu như mà xe chưa có khách đặt cọc. Còn đã có khách đặt cọc rồi thì Huy sẽ không quay nữa. Ok, đây. Đây là vị trí để đồ nghề nha anh chị. Đấy. Eo này về veo. Tập bi. Ông xe này nói chung là về chất lượng thì khá là ổn ha. Số tự động anh chị đi sướng lắm anh chị. Mình chỉ cần xử lý vô lăng, thắng và ga thôi. Khỏi cần phải đập bằng đập côn như xe số sàn. Và giờ xu hướng là sử dụng số tự động rất là nhiều. Còn đây là sách hướng dẫn sử dụng nha anh chị. Ở trong này nó sẽ thông tin cho anh chị rất là nhiều những kiến thức rất là hay. Để anh chị nào có thời gian thì mình nên đọc. Đấy, tắp bi cấp sau. Đấy, đèn nữa các chị, còn đẹp. Thì cũng sơ lược cái phần hông bên phải cho quý anh chị mình xem luôn. Đấy, đó như anh chị thấy ha, găng đồ, khe hở gì các chi tiết luôn. Đấy, vỏ bọng đồ ha. Thì anh chị mua sản phẩm bên hãng về thì anh chị chỉ việc lái xe về đi thôi. Không cần phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy là có cam kết cho anh chị. Đó, anh chị nhìn gặp này. Đó, những cái tem ở trên cái cầu sau anh chị thấy không? Vẫn còn nguyên và rất là đẹp luôn. Thì bên hãng bên Huy là có giấy cam kết đảm bảo xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Đó là cam kết bằng văn bản cho anh chị nha, chứ không phải nói suông đâu. Rồi bên Huy cũng có sổ bảo hành cấp cho quý anh chị, bảo hành cho quý anh chị đầy đủ. Cho nên là mình mua xe tại hãng là mình hoàn toàn yên tâm. Có cam kết, có bảo hành, rất là đầy đủ luôn. Còn Innova là quen thuộc và bên Huy là một trong những đại lý thế mạnh nhất là Innova. Vì cái chiếc xe này nó bền lắm quý chị, bền cực kỳ, chạy rất là trâu luôn. Động cơ thì hơi dơ một tí, nhưng mà chắc chắn rồi, xe đi phải dơ thôi. Về bên Huy làm Maru lại là anh chị nhìn như xe mới. Đã dơ thôi nha anh chị nha, còn mọi thứ là còn ok. Không có lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Bên Huy có bảo hành, có cam kết cho anh chị đầy đủ. Đó, anh chị nhìn những cái miếng decal còn ở trên thân máy này, còn nguyên. Đó, những bù lon con tán là còn nguyên nha, chưa tháo rã, chưa đụng chạm gì tới. Cộng ABS này, đấy, đó là cái chất mộc của xe. Và bên Huy về sẽ làm Maru làm đẹp lại, anh chị sẽ thấy một chiếc xe Innova hoàn toàn mới. Đó, bộ lon con tán còn nguyên anh chị nha. Thì Huy cũng số lượt cho quý anh chị mình nắm về chiếc Innova 2019 số tự động này. Giá là 638 triệu thôi các anh chị. Và phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay lên đến 70%. Đấy, cho nên là quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình 0937 688 847 để được Huy tư vấn và hỗ trợ cho quý anh chị về phía tài chính, cũng như là hỗ trợ trong những vấn đề về kỹ thuật và những vấn đề mà quý anh chị còn thắc mắc chưa rõ thì cứ liên hệ với Huy. Ok anh chị nha, và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và phía dưới góc dưới bên phải màn hình có nút đăng ký, anh chị nhấn vào nút đăng ký để khi có những chiếc xe mới vừa về như chiếc xe này 2012 đi 40.000 cây, hay là chiếc Garrett 2019 đi cũng 40.000 cây, thì Huy sẽ gửi lên. Thì anh chị nào thấy sản phẩm nào hợp lý thì anh chị liên hệ sớm để Huy tư vấn cho anh chị, để mình có thể mua về sử dụng cho gia đình ạ. Ok các anh chị, xin kính chào và hẹn lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha.